Thưa quý vị và các bạn, trước những tác động của dịch bệnh khi mà nhiều địa phương thực hiện giãn cách để có thể phòng chống dịch có hiệu quả, các dịch vụ mua bán hàng hóa cũng đều chuyển qua là đóng gói vận chuyển tới tận nơi người tiêu dùng. Túi ni lông hay là đồ nhựa dùng một lần cũng từ đó mà tăng theo đột biến, bất chấp những tác hại của nó cùng với môi trường. Và để có thể hiểu hơn về thực trạng này, xin mời quý vị khán giả sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây cùng với chúng tôi, cùng với nhóm phóng viên của kênh truyền hình VTC9. Giữa bối cảnh dịch bệnh, gọi đồ ăn mang về được nhiều người lựa chọn để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm. Các cửa hàng bán đồ ăn mang về lúc nào cũng tấp nập lực lượng ship hàng. Tỷ lệ thuận với lượng khách đặt, số lượng cốc nhựa, túi ni lông được tiêu thụ trong ngày cũng rất lớn. Trước cả khách ăn cả mang về vẫn không đông bằng bây giờ. Bây giờ đông hơn, ngày em đông hơn được trước. Là đóng đồ mang về, đâm ra là nó rất là tốn kém. Cái hộp nhựa này, với túi giấy đựng cá thấm dầu này, với túi vi lông đóng đồ này, đũa. Thì túi vi lông thì nhà em tính theo trăm một ngày phải mấy trăm cái túi vi lông. Còn hộp nhựa thì một ngày chắc phải rơi vào mấy trăm cái. Chị Quỳnh cũng cho biết khoản chi phí phải bỏ ra lớn chính là rào cản khiến chị không thể lựa chọn túi giấy hay các sản phẩm thân thiện với môi trường. Do đó, việc sử dụng ni lông, đồ nhựa dùng một lần tăng đột biến. Các chợ dân sinh của thủ đô Hà Nội cũng tương tự. Hình ảnh này thật hiếm gặp. Thay vào đó, túi ni lông vẫn là lựa chọn phổ biến. Thói quen sử dụng ni lông và nhựa khó phân hủy của con người vẫn tiếp diễn, bất chấp rác thải nhựa phải mất hàng trăm năm mới có thể phân hủy hết. Nếu mà muốn cho nó giảm đi thì chúng ta không thể chỉ có hô hào, chỉ có tuyên truyền, mà cái sự tiện lợi và cái sự thiếu ý thức trách nhiệm đối với môi trường của mình, của đa số dân mình là còn rất là thấp. Cho nên nếu mà để giảm cái rác thải nhựa thì cần phải có những cái gọi là những cái chế tài, những cái quy định về pháp luật một cách rất là kiên quyết. Đấy, cũng phải mạnh mẽ như là cái việc những cái việc là bắt buộc đội mũ bảo hiểm hay là không được uống bia rượu khi tham gia giao thông. Nhựa chiếm đến 64% tỷ lệ vật liệu dùng trong ngành bao bì của Việt Nam và dự kiến tỷ lệ này sẽ tiếp tục tăng lên. Trong khi đó, chỉ khoảng 14% lượng rác thải nhựa tại Việt Nam được thu gom, phân loại, chủ yếu bởi những người nhặt rác và được tái chế bởi những doanh nghiệp nhỏ. Khi xử lý rác thải nhựa bằng các phương pháp đốt hay chôn xuống đất như hiện nay, các vi nhựa sẽ lẫn vào nước, đất, không khí, làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và gây ra hệ lụy đối với sức khỏe. Trong mùa dịch COVID-19, lượng rác thải tăng cao khiến việc xử lý hết các đợt rác thải nhựa trở nên khó khăn hơn. Chính xác là khi mà có những ảnh hưởng tiêu cực từ đại dịch COVID-19 thì chúng ta cũng đã bớt quan tâm phần nào tới những ảnh hưởng của đại dịch này tới các lý do khác và với các vấn đề khác của môi trường. Và theo những ước tính thì tổng khối lượng chất thải sinh hoạt hiện nay đang được tiếp nhận xử lý hàng ngày trên địa bàn của thành phố Hà Nội khoảng 6.500 tấn cho ngày đêm, với tổng khối lượng phát sinh ước tính khoảng 7.000 tấn trên một ngày. Tập trung tại hai khu xử lý chất thải Nam Sơn, Sóc Sơn và khoảng 5.000 tấn ngày đêm, và khu xử lý chất thải Xuân Sơn, thị xã Sơn Tây khoảng 1.500 tấn trên một ngày đêm. Và theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội thì tổng khối lượng chất thải y tế phát sinh cũng khoảng 26.531 cân trong một ngày, trong đó chất thải nguy hại khoảng 7.457 cân một ngày, chất thải thông thường khoảng 19.074 cân một ngày. Và tỷ lệ chất thải nguy hại cũng được xử lý đạt 99%, còn 1% chưa được xử lý thì hiện đang được lưu giữ tạm thời tại các cơ sở do khối lượng phát sinh ít hoặc là chưa tìm được những đơn vị thu gom để xử lý thích hợp. Vâng ạ, như vậy là chúng ta thấy rằng là thông thường thì chúng ta đã biết rằng rác thải nhựa cũng đang là một trong những vấn đề mà chúng ta cần phải quan tâm, và đặc biệt là phải thay đổi thói quen để có thể bảo vệ trái đất. Thế nhưng mà khi mà dịch bệnh COVID-19 bùng phát thì rác thải lại ngày càng tăng hơn. Đầu tiên là chúng ta thấy rác thải y tế khi mà số lượng khẩu trang y tế thải ra mỗi ngày rất cao, tiếp đó là đến những cái vật tư y tế, và cuối cùng là khi mà mọi người không thể nào sử dụng được những sản phẩm, những cái thực phẩm ăn uống tại nơi, tại chỗ, mọi người mua về thì lại sử dụng những cái bao, rồi là những cái
cái hộp, những đũa thì dùng một lần, và đó là những rác thải mà có lẽ rằng là sẽ ngày càng gây ra hại cho trái đất của chúng ta. Và đến thời điểm này thì không biết rằng là quý vị và các bạn cũng như là chị Khánh Phương hay là chị Phương Thúy có để ý rằng là trước khi mà dịch bệnh Covid-19 xảy ra, ngay tại ở trong trường của em là Học viện Báo chí Tuyên truyền thì còn có một cái môn học riêng, đó là báo chí với bảo vệ môi trường. Và ở đó thì bọn em được học rất là nhiều những cái chuyên đề, đó là làm thế nào để đưa ra những cái thông tin về môi trường và bản thân là nhà báo thì phải làm gì. Thế nhưng mà thực ra nhá, em thấy thông qua những cái hành động như thế này là thấy này, ví dụ như bây giờ mọi người nói rằng là chúng ta cần phải bảo vệ môi trường và giảm thiểu rác thải nhựa đi, mang theo các đồ dùng cá nhân. Thế nhưng đến các siêu thị thì lại vẫn thấy mọi người là cho cô thêm nhiều bao giấy, nhiều bao ni lông đi, hay là đến những cái siêu thị chẳng hạn như ở nhà em nhá, em thì em luôn luôn mang túi của em đi, và các bạn nhớ rất là rõ em, bởi vì là em luôn luôn cầm theo cái túi của mình để đến mua đồ tại siêu thị, sau đó thì cho vào và mang lên nhà. Thì chứng tỏ là khi mà có quá ít người làm như vậy thì các bạn thì mới rất là ngạc nhiên trước cái hành động của em, và nhớ rất rõ mặt em theo kiểu là cái chị này là luôn luôn mang túi theo để đồ vào. Hoặc là đơn giản như là ở những nơi mà chúng ta đi mua đồ uống chẳng hạn, ví dụ như một cốc cà phê chúng ta mua cho 3 người đã là 3 cái cốc nhựa rồi, ống hút rồi, lại còn chưa kể là bao ni lông nữa, cho nên là cái lượng nó rác thải nó thải ra môi trường rất là lớn. Thì bây giờ mọi người cũng đã có cách là mua theo những cái cốc, rồi là mang cái cốc cá nhân đó của mình đi mua, sau đó thì kể cả ống hút cũng như vậy, và sau đó thì mọi người sẽ mang về rửa sạch vệ sinh lại, và ngày hôm sau lại tiếp tục mang đi để mua đồ uống. Một số những cái nhà hàng hay là quán cà phê họ cũng đã thực hiện chính sách giảm giá, tức là nếu như bình thường cái giá của một cái cốc nước này là 30.000 chẳng hạn, nhưng mà khi bạn mang cốc của bạn đến thì bạn sẽ được giảm giá 10%. Đó thì em thấy rằng là một phần của những cái việc mà giảm thiểu rác thải nhựa thì cũng là phải sự chung tay của cả người mua lẫn người bán và của cả cộng đồng. Và nhất là khi mà dịch bệnh Covid vừa rồi phát triển thì diễn biến phức tạp, thì hầu như là mọi người đều mua mang về, và mỗi một lần xong bữa trưa ở các cơ quan thì rác thải nó gọi là phải chất thành đống luôn ạ. Bởi vì là mỗi một người thì lại có một hộp thức ăn này, một đôi đũa, một cái thìa, một cốc nước chấm, một cốc canh, đó là 5 thứ rồi. Vâng, như vậy thì có quá nhiều những cái rác thải nhựa mà chúng ta sử dụng trong cái thời gian mà chúng ta phải mua online, mua sắm nhiều hơn trong cái thời buổi dịch bệnh và giãn cách như hiện tại. Cho nên vì vậy, ý thức của mỗi người dân bên cạnh cái việc và cuộc của hệ thống chính phủ, lực lượng chức năng có những cái chính sách, những cái mà gọi là những cái campaign, những cái mà chiến dịch về rác thải nhựa, thì người dân của chúng ta đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Và chưa bao giờ, chưa một thời đại nào, thưa quý vị, Khánh Phương thấy là ý thức tự thân của mọi người lại đóng vai trò quyết định trong cái việc mà bảo vệ sức khỏe của bản thân như vậy. Từ đại dịch Covid-19, chúng ta chưa đợi cần phải tiêm vaccine, nhưng mỗi người dân chúng ta đều có một cái vaccine tự thân của mình, đó chính là ý thức. Chỉ cần chúng ta có ý thức được tốt thôi thì cũng có thể bảo vệ bản thân của mình. Và quay trở lại câu chuyện với rác thải nhựa, thì ý thức của bản thân mình cũng là một cái điều vô cùng quan trọng. Bởi vì thực ra rất là nhiều những hàng quán hiện nay cũng bởi vì cái doanh số và vì sự tiện lợi của khách hàng, cho nên họ cũng không có ra quy định là cấm hẳn khách hàng nếu như mà không mang đồ dùng từ cá nhân từ gia đình của mình đi thì sẽ không bán cho khách hàng. Như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến doanh số. Dạ đúng ạ. Cho nên chỉ có cách là chúng ta tự ý thức được việc là chúng ta phải từ những cái việc làm nhỏ của mình, từ những cá nhân nhỏ với những cái việc nhỏ nhưng mà nó thiết thực như vậy, thì cũng sẽ chung tay cùng với nhiều người khác giống như mình, chúng ta bảo vệ trái đất này xanh hơn và ít rác thải nhựa nhiều hơn, đúng không Phương Thúy? Và có một cách nữa mà Phương Thúy nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều người trong chúng ta ủng hộ và đồng tình, đặc biệt là giới trẻ, đó là việc mà ngày nay hiện tại thì chúng ta đã đặt nhiều hơn ở mỗi một nơi mà chúng ta đặt những cái thùng rác công cộng thì chúng ta cũng đã giảm tải cho cái việc xử lý rác bằng cách là phân loại rác. Đúng và rồi. Vì sao mà chúng ta lại phải phân loại rác? Bởi vì là rác vô cơ và rác hữu cơ thì nó là hai loại rác khác nhau, kèm theo đó là những cái tính năng và những cái tình trạng là dễ phân hủy hay là khó phân hủy. Thì với những rác vô cơ thì sẽ là những rác tái chế hoặc là rác có thể sử dụng lại nhiều lần hoặc là chế biến lại, như là giấy, bìa, cắt tông, kim loại, các loại nhựa, vỏ chai, đồ nhựa gia dụng. Còn các loại rác không tái chế sẽ là những phần thải bỏ. Với rác hữu cơ thì dễ phân hủy hơn là các loại rác dễ bị thối rữa trong điều kiện sinh ra mùi hôi thối, như là các loại thức ăn thừa, hư hỏng, rau cá chết hay là vỏ trái cây. Và vì sao mà chúng ta lại phải phân loại rác tại nguồn? Bởi vì phân loại rác tại sẽ góp phần tiết kiệm được tài nguyên và mang lại lợi ích cho chính phủ từ việc tận dụng những phế liệu tái chế. Và phân loại rác tại nguồn thì cũng góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, sẽ góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên của môi trường. Hơn thế nữa thì cũng góp phần giảm thiểu tổng
tổng lượng rác thải trong cộng đồng thải ra môi trường nhằm giảm tải cho môi trường, kèm theo đó là tiết kiệm chi phí thu gom, vận chuyển và xử lý. Vậy nên là quý vị khán giả, nếu như ở mỗi một khu vực mà chúng ta có thấy rằng là có đặt 2 thùng rác để có thể phân loại là rác vô cơ và rác hữu cơ, thì quý vị khán giả cũng hãy dành ra một chút thời gian, một chút ít thôi, để có thể là phân loại rác. Ví dụ như rác của mình sẽ là những đồ ăn, đồ uống, thì hãy tách riêng phần vỏ và tách riêng phần đồ ăn thừa, để chúng ta có thể là vừa giảm tải cho công tác xử lý và cũng vừa sẽ là một cái cách để giúp cho chúng ta có thể tái chế và phân loại, sử dụng nhiều hơn những rác thải có thể tái chế, giúp bảo vệ cho môi trường. Vâng ạ, và rác thải tái chế cũng là câu chuyện mà chúng ta hướng tới trong khoảng thời gian gần đây, khi mà thế giới cũng như là trái đất đang đứng trước nguy cơ là rác thải nhựa gia tăng đột biến. Và chúng ta cần phải làm như thế nào để góp phần bảo vệ trái đất của chúng ta? Thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với 10 gợi ý sau đây của chúng tôi. Bạn có tin rằng dưới bàn tay khéo léo và óc sáng tạo của mình, thì những đồ vật tưởng chừng như vô dụng, bỏ đi sẽ được biến hóa thành những đồ vật hữu ích trong gia đình mình? Ngay bây giờ, hãy cùng sáng tạo đồ vật được làm từ chai nhựa cũ các bạn nhé! Chai nhựa làm hộp đựng bút. Chỉ với 3 bước đơn giản, bạn sẽ có ngay cho mình một chiếc hộp đựng bút vô cùng sáng tạo như thế này đây. Để thực hiện thì chúng ta sẽ cần chuẩn bị 2 chai nhựa, dây kéo cùng màu với chai, kéo và keo dán. Với chai nhựa thứ nhất, chúng ta sẽ cắt bỏ 1/4 phần đầu. Còn với chai nhựa thứ hai, chúng ta sẽ cắt bỏ 3/4 phần đầu. Sau đó lần lượt dùng keo dán dây kéo vào hai miệng của chai để gắn kết hai phần này lại với nhau. Dùng để gói quà, nghe rất lạ đúng không nào? Ngay bây giờ hãy cùng xem hộp quà xinh xắn này sẽ được làm như thế nào nhé. Bạn sẽ cần chuẩn bị chai nhựa loại 1,5 lít, kéo, dây vải và keo dán. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt đôi chai nhựa, sau đó cắt phần miệng giống như hình cánh hoa như thế này và bỏ những phần thừa đi. Tiếp theo, cho món quà bạn muốn tặng vào bên trong và gập các cánh của chai rồi dán lại. Cuối cùng, dùng dây vải buộc lại và cột hình nơ là xong. Chai nhựa làm hộp đựng kẹo. Với bàn tay khéo léo của mình thì bạn có thể tạo ra những chiếc hộp đựng kẹo đáng yêu được làm từ chai nhựa cũ. Để thực hiện thì bạn cần chuẩn bị 2 chai nhựa loại 1,5 lít, kéo và keo dán. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt 2 chai nhựa để lấy 2 phần đáy chai. Dùng bàn ủi nóng để giúp miệng đáy chai bớt sắc bén và đều nhau, rồi gắn 2 phần đáy lại. Tiếp theo, dùng phần thừa của chai cắt thành hình cuốn và hình lá để trang trí. Tiếp tục dùng bàn ủi cho cuốn cong lại và bớt sắc bén. Cuối cùng, gắn lá vào cuốn và gắn cuốn vào nắp hộp là bạn đã hoàn thành xong một chiếc hộp đựng kẹo rất dễ thương rồi đấy. Nắp chai nhựa hàn dây điện. Vừa rồi là 3 đồ vật được làm từ thân của chai nhựa. Bạn đừng vội bỏ đi những chiếc nắp từ những chai nhựa đấy nhé, vì ngay sau đây chúng ta sẽ sử dụng đến chúng. Nắp chai nhựa chính là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để bạn hàn những đoạn dây điện bị hở. Bạn chỉ cần hơ nóng nắp chai sao cho chảy nhựa, rồi quấn vào đoạn dây điện bị hở. Với cách này, chúng ta sẽ có những mối nối rất bền và an toàn. Ngoài ra, nắp chai còn có thể giúp bạn treo những chiếc bàn chải đánh răng trong nhà tắm. Để thực hiện, bạn chỉ cần cắt một phần nhỏ của cạnh chiếc nắp là đã có thể treo bàn chải lên rồi. Chai nhựa làm ống cắm đa năng. Bạn sẽ cần chuẩn bị một chai nhựa loại 5 lít, miệng cắt chai nhựa và dao. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt phần đầu và phần đáy của chai. Sau đó dùng miệng của một chai khác và vẽ theo để tạo nên những hình tròn. Dùng dao khoét những hình tròn được vẽ.
Tiếp theo, cắt thêm các miệng chai và gắn vào những lỗ tròn rồi dán lại. Cuối cùng, dán phần đầu và phần thân của ống cắm là bạn đã hoàn thành xong. Chai nhựa làm cốc uống nước. Để biến hóa chai nhựa thành cốc uống nước, bạn chỉ cần thực hiện hai bước đơn giản cùng với chai nhựa, bút lông và kéo. Bước 1, chúng ta sẽ dùng bút lông và vẽ theo đường như thế này, rồi cắt theo đường đã vẽ. Bước 2, bẻ phần vòng tròn ôm vào phần thân của chiếc cốc là bạn sẽ có một chiếc cốc có tay cầm rất tiện lợi. Chai nhựa là muỗng. Ngoài ra, bạn cũng có thể biến chai nhựa thành những chiếc muỗng bằng cách vẽ định hình chiếc muỗng ở phần đáy chai, rồi dùng dao cắt theo đường đã vẽ. Cuối cùng, dùng bật lửa hơ xung quanh muỗng cho bớt sắc bén là xong. Chai nhựa làm chậu trồng cây. Những chiếc chai nhựa chưa phát huy hết các công dụng của mình đâu nhé. Chúng còn có thể giúp ngôi nhà của bạn trở nên xanh hơn khi biến hóa thành chậu trồng cây. Có hai cách để thực hiện. Cách 1, rất đơn giản, bạn chỉ cần chuẩn bị chai nhựa, dao và sơn. Sau đó khoét một hình chữ nhật ở phần thân chai, rồi sơn các màu bạn yêu thích để chậu trồng cây của chúng ta trông đẹp mắt hơn. Cách 2, chúng ta cần chuẩn bị 3 chai nhựa và dao. Đầu tiên, bạn hãy cắt phần thân chai tương tự như cách 1, rồi khoét một lỗ tròn ở đáy chai. Tiếp theo, đục một lỗ ở nắp chai để thoát nước. Cuối cùng, ghép các chai lại bằng cách cho phần miệng vào lỗ ở đáy chai và vặn nắp lại. Chỉ với những bước đơn giản mà nhà bạn đã có một vườn treo xanh mát rồi đấy.